Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. tin bóng đá ngày 20 tháng 11 nhận định soi kèo Argentina với Ả Rập Xê út đẳng cấp lên tiếng nhận định bóng đá Argentina với Ả Rập Xê út 17 giờ ngày 22 tháng 11 chuyên gia phân tích tỷ lệ soi kèo trận Argentina với Ả Rập Xê út hôm nay chính xác nhất chuyên gia nhận định Argentina với Ả Rập Xê út Argentina tham dự World Cup 2022 với tư cách là ứng viên vô địch sáng giá thứ hai sau Brazil. Trước khi trái bóng an chính thức lăn tỷ lệ cực cho khả năng đăng quang của La Albi Celeste là 11 phần 2, tức bỏ hai được 11 Brazil là bỏ một ăn bốn. Dĩ nhiên, Lionel Messi và đồng đội rất muốn mở màn kỳ World cấp trên đất Qatar bằng một chiến thắng dồn giả, nhằm tạo sự phấn khích về mặt tinh thần. Argentina có màn chạy đà, rất ấn tượng cho giải đấu này thể hiện qua việc toàn thắng cả 4 trận giao hữu, lần lượt trước Estonia 5-0, Honduras 3-0, Jamaica 3-0 và UAE 5-0. Tính trên mọi mặt trận, đội bóng Nam Mỹ đang có mạch 37 trận bất bại liên tiếp. Phần lớn trong số này là chiến thắng. Trái ngược với Argentina, Ả Rập Xê Út không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận mở màn vòng bảng khi vừa để phải nhận thất bại trước Croatia với tỷ số 0-1. Nếu tính từ đầu tháng 6 trở lại đây thì họ chỉ hai lần ca khúc khải hoàng, còn lại hòa năm, thua ba. Trong quá khứ, Ả Rập Xê Út từng 4 lần đụng độ Argentina, đều bất khả thắng. Trong bối cảnh Argentina đang có phong độ cao, lại sở hữu dàn sao thượng hạng, Ả Rập Xê Út khó tránh khỏi thất bại cách biệt. Xôi kèo Argentina với Ả Rập Xê Út, tỷ lệ châu Á hai, Argentina đang là địa chỉ đỏ trên sàn giao dịch châu Á. Khi thắng kèo liên tiếp 5 trận vừa qua, trong khi đó, Ả Rập Xê Út phụ bạc niềm tin của giới đầu 3 trong số 4 lần xuất quân gần nhất. Tỷ lệ 2/3 phần 4, Argentina đang sở hữu hàng công thi đấu rất hiệu quả, thể hiện qua việc điều ghi tối thiểu 3 bàn trên trận ở 5 trận vừa qua. Trước đối thủ kém xa về đẳng cấp, nhiều khả năng Messi và đồng đội sẽ đưa trận đấu chạm mốc 3 bàn. Chuyên gia lựa chọn Argentina âm 2. Đội hình dự kiến Argentina với ả rập xê út. Argentina, e. Martinez, Molina, Romero, c. Martinez, Talifico, Rodriguez, Mark Alister, Messi, Alvarez, Di Maria, l. Martinez, ả rập xê út, Hamid Abdulhamid, Tambati, Ann âm Rì, An Annazei, Cano, Al-Manki, Asiri, al, al Dự đoán tỷ số Argentina thắng Ả Rập Xê Út 4-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.